kênh của mình nha. Nay thì mình tiếp tục chia sẻ cái một cây máy DC70 các bạn. Thì hiện tại đang cắt lúa cập bờ các bạn ơi. DC70 luôn các bạn ơi. Khu dân cư các bạn, đây rất nhà rất là đông luôn. Ở sau lưng của anh tài xế máy cắt thì có cái quạt gió nữa các bạn. Thank you.
mấy kéo chở quá dữ luôn các bạn. Dưới này là cái đuối nè. Máy kéo đang chạy vô các bạn ơi. Còn chỗ đó có cái đường mương nha. Qua cái bờ nè các bạn, bờ mẫu ha. Chạy khá là xa luôn á.